Thông tin Samsung chuyển dây chuyền smartphone từ Việt Nam sang Ấn Độ là không đúng sự thật. Đây là khẳng định của Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, lãnh đạo Samsung Việt Nam cho biết, những sản phẩm được sản xuất ở Ấn Độ chủ yếu phục vụ thị trường nội địa và một phần nhỏ xuất khẩu sang các quốc gia châu Phi. Còn tại Việt Nam, xuất khẩu sang 128 quốc gia trên thế giới. Như vậy, sản lượng của nhà máy Samsung tại Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi sản lượng ở Ấn Độ. Sau 10 năm đầu tư xây dựng nhà máy tại tỉnh Thái Nguyên, đến nay tổng mức đầu tư của tập đoàn Samsung tại địa phương này đã lên tới trên 7,5 tỷ đô la Mỹ. Với nhân lực khoảng 130.000 lao động và tổng vốn đầu tư 20 tỷ đô la Mỹ, Samsung Việt Nam đang vận hành 6 nhà máy sản xuất tại các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên và thành phố Hồ Chí Minh, một trung tâm nghiên cứu phát triển R&D tại Hà Nội. Đến thời điểm hiện tại, 50% tổng sản lượng điện thoại di động cung cấp trên toàn thế giới của Samsung đang được sản xuất tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Samsung cũng đang phát triển và kiểm định phần mềm SVK của thiết bị di động và network tại Việt Nam. Samsung cũng cho biết, trong thời gian tới hãng có kế hoạch nâng tầm vị thế của Việt Nam vượt qua vai trò là cứ điểm sản xuất toàn cầu để trở thành cứ điểm chiến lược về nghiên cứu và phát triển của Samsung trên toàn cầu.